Đoán đồ vật trong thùng. Để tôi đầu tiên. Tôi chọn hộp này. Ok, được quá rồi. Đến tôi rồi đây. Tôi sẽ chọn hộp ở giữa. Tôi thích món quà này. Tôi là người cuối cùng sao? Biết chọn hộp nào đây? Các bạn dành 3 giây nhấn like và đăng ký giúp tôi chọn hộp quà nào. 3, 2, 1. Nó là hộp thăng cấp, cảm ơn các bạn nhé.